Xin chào quý anh chị cô chú nha. Chào mừng quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Xe Việt Tour Dây. Hôm nay em sẽ lên một mẫu xe, tuy là không quá hot của anh chị, nhưng mà 7 chỗ, số tự động. Chắc chắn sẽ rất là nhiều anh trai mà gia đình mình đang tìm mà chưa tới 300 triệu nữa. Nghe hấp dẫn không các anh trai? Em xin giới thiệu mẫu Ram Dix, sản xuất năm 2005, số tự động ha quý anh chị. Xe mang nước sơn màu này kia màu gì ha? Màu xám ha quý anh chị. Màu xám xanh. Mang biển 66A03148. Anh chị kiểm tra cho em một vòng nước sơn và những cái mối nối cabo dàn áo của xe ha chị ha. Những mối nối sơn quý anh chị, những rất là đồng màu và liền lạc luôn. Đây, kính xe toàn bộ là kính zin luôn quý anh chị. Cái phần trái đèn của xe này, ốp trái đèn xe này thiết kế khá là lạ mắt ha quý anh chị ha. Phần mặt ga lăng nó thiết kế đây quý anh chị, nó có hai cái phần lưới tản nhiệt ở đây, nhìn khá là lạ ha. Xe mỗi dòng thiết kế nó có mỗi cái đặc điểm khác nhau. Tiếp theo anh chị kiểm tra lúc giúp em. Kính xe toàn bộ kính zin được dán sẵn phiên cách nhiệt của anh chị. Có ốp trắng mưa luôn và tay nắm chrome. Xi nhan thích hợp trên gương luôn của anh chị ha. Anh chị kiểm tra luôn với em một phần bánh này. Gai gió sư cua rất là sâu luôn. Heo rỉa, heo dầu trang bị cả bốn bánh luôn không quý anh chị. Phần mâm này cũng không bị xát xước gì nhiều hết. Đây, gầm bệ sạch sẽ luôn. Chưa tới 30 triệu mà anh chị có số động đi 7 chỗ nữa, gia đình đi chơi gia đình cực kỳ rộng rãi thích hợp luôn. Theo anh chị kiểm tra giống như một vòng phần điện hậu anh chị, điện hậu rất là mới luôn. Sau đây thì được trang bị bốn cảm biến có cam lùi luôn anh chị ha. Mitsubishi thiết kế cái lỗ bô ra cũng khá lạ. Đây anh chị kiểm tra luôn cho em phần cốp nè. Ốc cốp, keo chỉ cốp nè. Xe này bên đây cũng cam kết là chưa cấn độ ngập nước nha quý anh chị. Ốc ác keo chỉ cũng rất là đẹp luôn ha. Phần cốp xe này cũng không quá rộng không quý anh chị. Nhưng mà theo đánh giá phần nỉ này nó không bị xù nhiều. Cốp đây mình để cũng khá đồ, nếu mà mình không có chở người sàn ghế sau cùng mình có thể cặp xuống để thêm rất là nhiều đồ không anh chị. Toàn bộ xe đều dán sẵn hết phiên cách nhiệt rồi, rất là mát mẻ luôn. Anh chị kiểm tra với em phần keo chỉ cửa. Anh chị khi mua xe này về lưu ý những cái phần chỗ này giúp em nha quý chị. Những phần trên cánh cửa mà nó bằng nỉ nó rất là khó vệ sinh luôn, khi mà quý anh chị mình chở con nít á, những cái đứa mà nó hay tay máy tay chân thì quý anh chị nhớ để ý nha. Nếu mà dơ phần này là sẽ rất là khó vệ sinh đó quý anh chị. Xe này trần nỉ cực kỳ sạch sẽ luôn, cũng có lót sàn luôn, rất là sạch sẽ luôn không anh chị. Ghế da này nó hơi nhăn nhi một xíu nhưng mà phần này không đáng kể quý anh chị, vẫn còn đi tiếp được ha. Sau hai cái đầu tựa cũng có trang bị cả hai cái màn hình nữa quý anh chị, phục vụ cho hai người hàng ghế thứ hai mình ngồi nghe nhạc xem phim luôn. Nó cũng khá là lý tưởng không anh chị. Và thêm nhận thấy nữa là điều hòa quanh xe luôn không anh chị. Đây, điều hòa quanh xe luôn nha, tăng cái độ làm mát của xe lên rất là nhanh luôn. Đấy, điều hòa trang bị cho quanh xe, nổ máy lên là cả xe mát đều ha anh chị. Đây, tiếp theo mình tiến vào phần nội thất ha, xem nội thất xe này được trang bị những cái gì ha quý anh chị ha. Xe này thì chưa được lên màn hình Android, có một cái màn hình nho nhỏ đây phục vụ cho việc anh chị mình khi dè cam lùi đấy, phần vân trên top bi top lô này quý anh chị còn rất là mới luôn. Tìm một chiếc xe từ 2005 tới giờ mà chủ họ đi cũng khá kỹ quý anh chị, còn cả rác luôn, lắc sàn sạch sẽ rồi, sôi động. Anh chị kiểm tra với em một phần cửa số này, da cửa số cũng rất là đẹp luôn anh chị. Giả số, anh đánh lái, mọi thứ vẫn rất là trơn tru, ok luôn ha, không vấn đề hết. Xe có chỉnh gương, gập gương điện luôn. Đấy, cực cũng khá là nhiều tính năng không anh chị. Cái da này nó hơi nứt nhưng mà mình da mình vẫn đi tiếp được. Và tiếp theo anh chị mình cùng em ra phần kiểm tra phần khoang động cơ nha. C
Xe này dung tích của nó là 2.4. Thì mức tiêu hao nhiên liệu nó lên quanh tầm 11 lít thôi quý anh chị. Đây, hiện tại em đang để máy nổ luôn, máy nổ cũng khá là êm. Cái xe từ 2005 tới giờ máy móc cũng có dấu hiệu của thời gian không anh chị. Nó hơi cũ một xíu nhưng này là phần máy thôi. Quan trọng là cái chất, máy số bên em cam kết máy số nguyên zin chưa bung nha quý anh chị. Bảo hành động cơ cho quý anh chị mình 3 tháng luôn. Bao chú quý anh chị mình chép hãng Hàn Quốc luôn ha. Chị kiểm tra với em một vòng phần ốc keo chỉ carbon nè. Đấy, anh chị gia đình nào mà đang có nhu cầu mua bán xe, trao đổi xe, lên đời xe thì cứ liên hệ ngay với số hotline được bên dưới nha, 0936949494. Bên em sẽ hỗ trợ định giá xe và thu mua xe tại nhà không anh chị. Và mẫu Ram Dodge sản xuất năm 2005 xuất động, bên em đang chào bán với giá là 275 triệu không anh chị. Xe này bên em cũng có hỗ trợ trả góp luôn. Anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này cứ nhắn tin với số hotline được bên dưới. Và bây giờ em xin phép dừng video tại đây, hẹn gặp quý anh chị cô chú mình vào những video tiếp theo.